Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, cuộc sống kín tiếng của nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, người tình bà Sa, giao xảo trong Hương vị tình thân phần 2. Phát sóng trên khung giờ vàng, phim gia đình Hương vị tình thân đang dần bước vào những tập gay cấn, thu hút khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Thu Hạnh cùng dàn diễn viên gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, diễn viên Quách Thu Phương, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai Nguyên, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong đã giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khán giả. Bên cạnh những gương mặt trẻ, nhiều gương mặt gạo cội cũng góp mặt ở phần 2. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong trong phim Ông sẽ đóng vai Tấn, bố của Dũng. Là người tình của bà Sa năm xưa, ông sẽ trở về gặp lại mẹ con, bà Sa ở phần 2. Năm xưa, Tấn ngoại tình với bà Sa và bị ông Sinh bắt gặp. Thời điểm đó mẹ Thi đang mang bầu Dũng và định bỏ trốn cùng nhân tình. Trong cuộc hội thoại của bà Sa với Tấn, khán giả đoán được rằng Dũng chính là con của bà Sa với Tấn. Như vậy Dũng và Thi không cùng cha. Lúc đó khi Thắng, chồng bà Sa mất, Tấn đã vội vã đến tìm Sa, mong muốn người yêu mình đi trốn cùng mình. Tấn cho biết chính mình đã ra tay hại chồng của bà Sa nên phải bỏ đi. Dù được người yêu thúc giục đi bỏ trốn, thế nhưng bà Sa thời trẻ vì đang mang thai nên đã từ chối. Không được, em còn con Thi và còn con của chúng ta nữa, em không thể trốn chui trốn lủi được. Như vậy, khán giả đã suy đoán ra được Khánh Thi và Dũng không phải là chị em ruột. Dũng là kết quả của mối tình vụng trộm của bà Sa và ông Tấn. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, nhân vật do nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong đảm nhận sẽ tiếp tục xuất hiện trong nhiều phân đoạn, góp phần tạo nên những tình tiết hấp dẫn cho bộ phim. Khác với lối sống phức tạp của nhân vật trong phim, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong ở ngoài đời là một người có cuộc sống kín tiếng với cuộc hôn nhân êm đềm hạnh phúc. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ, bên vợ cùng hai con gái và một con trai. Xứng với ngoại hình phong độ của Hồ Phong, bà xã của nam nghệ sĩ cũng có ngoại hình trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Hồ Phong tên thật là Hồ Quốc Phong, đóng vai ông Tấn, người tình của bà Sa trong phim truyền hình Hương vị tình thân. Nam nghệ sĩ hiện mang hàm trung tá và đã đạt được danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2019. Là một trong những diễn viên đóng được nhiều thể loại vai, không chỉ trên sân khấu mà cả trên phim truyền hình. Nam nghệ sĩ được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất khi là một trong những diễn viên đóng được nhiều thể loại từ truyền hình đến sân khấu. Trước đó, Hồ Phong gây chú ý khi từng đảm nhận cụ Nguyễn Nghiễm trong bộ phim tài liệu nghệ thuật Đại thi Hà Nguyễn Du. Ngoài đời, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong có một vợ và ba con, hai bé gái và một bé trai. Hồ Phong mang hàm trung tá và được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2019. Cùng với đó, ông hiện cũng đang hoạt động với tư cách là diễn viên của nhà hát Công an Nhân dân. Hồ Phong đăng ảnh thời trẻ của mình lên trang cá nhân và viết: cách đây hơn 20 năm, lương tháng 200.000, thuê nhà 120.000, còn lại 80.000 chi phí sinh hoạt cho một tháng. Hồ Phong là một người rất chú trọng đến gia đình, dành nhiều thời gian bên vợ và các con. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ gạo cội này thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cùng gia đình, khoảnh khắc hạnh phúc của các thành viên trong nhà. Vậy tình thân là hành trình tìm về nguồn cội của Phương Nam, Phương Oanh, một cô gái trẻ cá tính với ba ước mơ phía trước, đang yên ấm trong gia đình với bố mẹ và em gái, thì bất ngờ phát hiện ra sự thật, mình chỉ là con nuôi. Từ thời điểm đó, mọi biến cố đổ lên đầu cô. Ông Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Công nuôi, luôn yêu thương Nam hết mực, bất ngờ gặp tai nạn và qua đời. Bà Bích, mẹ nuôi của Nam, thì vứt cô lại với một khoản nợ lớn rồi trốn chạy. Cũng cùng lúc đó, ông Sinh, nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam, cha đẻ của Nam, đã bất ngờ xuất hiện sau hơn 20 năm chịu án tù, luôn lặng lẽ âm thầm theo sau và bảo vệ Nam. Nhưng chính trong những lúc khó khăn về gia đình thì chuyện tình yêu của Nam với chàng trai tên Long Mạnh Trường lại nhen nhóm, tuy nhiên đã vội dập tắt khi gặp phải sự phản đối của nhiều người. Những bí mật về ông Sinh sau đó đã được hé lộ cùng những ân oán liên quan đến gia đình Long. Trong khi đó, Khánh Thi, Thu Quỳnh lại dành tình cảm đặc biệt cho Long và luôn tìm mọi cách để phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.